Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại có một hộp bút màu mới, đó chính là hộp bút màu Hello Kitty. Hôm trước mình đã giới thiệu rồi, nhưng đây là mặt khác, kia là mặt khác. Bây giờ chúng ta cùng khám phá bên trong nha. Bên trong rất là đẹp. Họ được kèm theo cho mình ba cái này. Cái kim. Hôm nay họ còn tặng thêm một cái con cá nữa. Video này cũng rất là ngắn thôi. Đây là một cục tẩy mình chưa bóc ra. Đây là những bút màu sáp mà mình có trong hộp. Để đây họ còn kèm theo một cái đèn. Đèn như thế nào đâu, thế nào? Xuống ngay dưới tiếp theo là bút màu chì. Chúng ta có thêm một cái gọt màu hồng nữa. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo đây là toàn bộ bút màu chì mà mình có. Nó cũng rất là nhẹ thôi. Ở dưới đây cũng có thêm cái đèn như lúc nãy nữa này. Mình sống ngăn giờ tiếp theo, ngăn cuối cùng là bút màu này. Đấy, đẹp chưa? Đây là một cây cờ. Nếu mà mình cần tô thì mình lấy nước về, mình sau đó chấm vào nước, rồi sau đó chấm vào màu, rồi sau đó mình tô vào giấy, tô vào đâu cũng được. Đây, bút màu nước. Và đây đây là chỗ đựng nước để mình tô. Nếu mà các bạn muốn mua ấy, thì các bạn hãy bảo mẹ của mình nhé. Mẹ mình bán rất là nhiều.